Chúng ta sẽ cùng thầy chữa luôn nào. Bộ đề ôn thi giữa kỳ 1 hóa lớp 12 đề số 04. Câu số 1 ai làm rồi trả lời thầy luôn nhé. Phát biểu nào không đúng? Câu A nó bảo em là chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Câu này đúng. Câu thứ hai nó bảo là dầu ăn với mỡ bôi trơn cùng thành phần nguyên tố là sai. Mỡ bôi trơn ấy thì nó là hydrocarbon thôi. Còn dầu ăn của mình nó chứa cả C, cả H, cả O cơ. Được chưa? Câu B của mình là sai. Câu C nó bảo chất béo là chi ester của glycerol với monocarboxylic acid có số chẵn nguyên tử carbon từ 12 đến 24, mạch carbon dài không phân nhánh là đúng. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường bazơ và một chiều đúng. Còn trong môi trường acid ấy thì thường nó sẽ là phản ứng thuận nghịch, còn trong môi trường kiềm nó là phản ứng một chiều. Rồi ok, câu 1B đã có bạn Bin Bin, Thanh Đức, Vũ Vanh, Hạnh Nga. Đấy, rất nhiều bạn trả lời rất tốt. Rồi tiếp tục chúng ta sang thầy câu số 2. Câu số 2 nó bảo chất X là chất kết tinh tan nhiều trong nước chỉ có thể là glucose thôi. Anh này của chúng ta nói là chất khí, được chưa? Đấy, còn anh này là chất chất béo thì có thể là chất lỏng hoặc chất rắn. Nhưng mà chất béo thì cũng không tan trong nước. Còn acetic acid thì chúng ta sẽ thấy tồn tại của nó là thể lỏng. Câu số 2 ta chọn B. Câu số 3 cho phản ứng thuận nghịch này thì để phản ứng theo chiều thuận thì chúng ta học ở lớp 11 là cái nguyên lý chuyển dịch Le Chatelier, là khi tôi thêm acid để hút nước thì khi tôi giảm nước đi thì cân bằng theo chiều sinh ra nước là chiều thuận. Được. Trưng cất để thu lấy ester là giảm sản phẩm đi thì cân bằng sẽ theo chiều sinh ra sản phẩm nhiều hơn, cũng là chiều thuận. Được chưa? Cái này được. Tăng nồng độ của chất tham gia chắc chắn là cân bằng theo chiều thuận. Tăng nồng độ chất tham gia chúng ta cứ tưởng tượng nó giống như cái quá trình mình làm bánh ấy. Thì mình có nhiều nguyên liệu đầu vào như là nhiều bột mì, nhiều nước, nhiều sữa, nhiều đường thì hiển nhiên bánh của chúng ta sẽ thu được nhiều hơn. Được chưa? Nên là chúng ta sẽ chọn cho thầy câu này, đáp án của mình là tất cả các phương án nhé. Câu số 3 chúng ta sẽ chọn thầy phương án của mình, đó chính là phương án D. Được chưa? Câu số 3 chúng ta chọn D. Câu số 4 nào. Chúng ta nhìn thấy câu số 4 này. Câu số 4 thì nó bảo là phát biểu nào sau đây không đúng. Câu A nó bảo là so với các đồng phân là carboxylic acid, ester luôn có nhiệt độ sôi thấp. Thì chúng ta chú ý hộ thầy thì câu này là câu đúng, đúng không? Câu B phản ứng ester hóa là phản ứng thuận nghịch thì câu này chuẩn. Câu C phản ứng xà phòng hóa là thuận nghịch là sai, phản ứng một chiều nhé. Xà phòng hóa là một chiều. Câu D ester là chất lỏng, chất rắn điều kiện thường thì đúng quá. Ví dụ các em thử lấy cho thầy một ví dụ ester là chất rắn xem nào. Bạn nào nắm được cho thầy là thử lấy thầy ví dụ ester là chất rắn xem nào. Ester nào là chất rắn? Các bạn trả lời thầy cái. Rồi chúng ta sẽ thấy ngay đó là ester là chất rắn nổi tiếng nhất chính là sáp ong. Được rồi, Nguyễn Minh Hiếu chuẩn. Hoặc là mỡ động vật cũng là chất rắn, đúng không? Các ester, ví dụ như là những cái chất béo no á, thì nó thường tồn tại thể rắn. Hoặc là sáp ong cũng là ester phức tạp thì cũng là chất rắn rất nhiều. Rồi câu số 5 thì chúng ta chú ý cho thầy đó là một số loại thủy sản như lươn, cá da trơn thường có nhiều nhớt. Và cái phần nhớt này nó là protein. Thì để làm sạch cái lớp nhớt là chúng ta phải thủy phân được protein. Thì chúng ta có thể dùng cách gì? Thì dĩ nhiên là chúng ta có thể dùng cách thứ nhất. Đó là chúng ta sẽ rửa với môi trường axit. Được chưa? Ở trong đây thì chúng ta có thể thấy ngay. Đó là ở đây là rửa bằng nước lạnh thì không được rồi. Đúng chưa? Cái thứ hai của mình nó bảo em là rửa dùng với nước rồi ngâm một ít rồi rửa. Hình như cái này nó bị lỗi chính tả em ạ. Con này bị lỗi chính tả nhé. Thì cái này chúng ta dùng nước vôi nhé. Em ơi cái này là nước vôi em ạ. Ui dồi ôi đọc mãi. Em ơi thầy xin lỗi là cái này bị lỗi chính tả là dùng nước vôi nhé. Nước vôi nó là bazơ thì nó thủy phân được cái lớp protein này. Dùng giấm ăn cũng là acid thì chúng ta sẽ thủy phân được. Cho thực vật thì nó có K2C3 cũng là môi trường bazơ thì nó cũng thủy phân được protein. Vậy thì chúng ta sẽ chọn thầy 3 biện pháp nhé. Câu này bị lỗi chính tả, thầy đọc mãi nó mới ra, đó là rửa nước vôi, được chưa? Câu số 6 thì nó bảo em đó là chất X là một carbohydrate có phản ứng thủy phân thì X thủy phân trong nước thành Y cộng Z. Thế bây giờ nó X có công thức phân tử nào sau đây? Thì chúng ta thấy ngay nếu mà X thủy phân được mà thành hai sản phẩm thì X là saccharose, thì anh này là sac, thì anh này là glu và anh này là fructose. Đúng chưa? Câu 6 chúng ta chọn thầy phương án C. Rồi các bạn Bin Bin, Minh Tuấn, Vũ Vanh, Thanh Nhàn, Thảo Nguyên, Duy Hoàng, Ngọc Anh, rất nhiều bạn trả lời rất tốt. Tiếp tục sang câu 7. Nguyên nhân vì sao mà bồ kết lại có khả năng giặt rửa? Bồ kết hoặc bồ hòn ấy thì trong cái nước của nó khi chúng ta nấu lên ấy thì nó có chứa chất, nó gồm có một đầu ưa nước và một đuôi kỵ nước hay một đầu phân cực
và một đuôi dài không phân cực thì nó tương tự như xà phòng, nên câu 7 chúng ta sẽ chọn thầy A. Được chưa? Câu số 8 nó bảo em đó là cho các phát biểu này số phát biểu đúng. Thứ nhất nó bảo em đó là một số ester thì có mùi thơm được dùng để làm chất tạo hương liệu trong công nghiệp mỹ phẩm và thực phẩm, thì chắc chắn câu này là đúng. Câu thứ hai thì nó bảo em là một số chất béo, chất béo là chi ester của glycerol với axit béo, thì câu B chắc chắn là câu đúng. Câu C thì nó bảo em đó là chất béo tan tốt trong nước là sai. Chất béo mà tan tốt trong nước thì thầy Trọng nó không cần phải giảm cân. Thầy Trọng chỉ cần đi tắm ấy, là thầy Trọng sẽ giảm cân được ngay. Đúng chưa? Thế chúng ta lưu ý cho thầy là chất béo là hầu như không tan trong nước. Câu 4 nó bảo em đó là mỡ động vật, dầu thực vật có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất xà phòng quá chuẩn. Chúng ta thủy phân dầu hoặc mỡ động thực vật là chúng ta sẽ thu được ngay xà phòng. Phản ứng thủy phân ester trong môi trường axit luôn là phản ứng một chiều là sai. Luôn là một chiều là sai. Ví dụ những cái thằng ester có dạng RCOCH nối đôi CH2, anh này mà thủy phân trong môi trường axit ấy, nó là phản ứng một chiều nhé, thì nó không phải là phản ứng thuận nghịch, cái này thành RCOH cộng với CH3CHO chẳng hạn, vân vân. Thì có những cái phản ứng khác, ví dụ ester của phenol đấy, hoặc ester của phenol đi RCOC6H5, thì anh này là sẽ không thủy phân theo hai chiều được, mà nó sẽ là phản ứng thủy phân một chiều. Nên bài này chúng ta chỉ cần lấy một ví dụ để chúng ta thấy ngay ý 5 nó sai. Chúng ta sẽ phải dùng cái từ chuẩn đó là phản ứng thủy phân ester trong môi trường axit thường là phản ứng một chiều thôi. Chúng ta dùng thành cái chữ thường nó sẽ là đúng hơn. Được chưa? Câu 8 chúng ta chọn thầy đoán B. Được chưa nhỉ? Câu 9 thì nó bảo em là có hai mảnh vải, một cái mảnh làm từ tơ tằm. Tơ tằm thì nó là protein, thì chúng ta biết là protein hay chúng ta cứ tưởng tượng nó giống như da thật ấy, để phân biệt da thật với da giả. Còn cái tơ thứ hai từ gỗ bạch đàn thì nó có cellulose. Thì khi chúng ta đốt lên ấy, da thật nó sẽ có mùi khét, còn da giả thì nó không có mùi khét. Nên câu số 9 chúng ta sẽ dùng cách đốt thử, anh nào có mùi khét thì là mảnh số 1. Được chưa? Câu 9 đáp án B rồi. Hầu như các bạn đều trả lời đúng. Đấy, như bạn Thanh Nhàn, Bin Bin, Thảo Nguyên, Bắc Phạm, Sơn, Xuân Tạo, đấy, Hạnh Nga, Vũ Vanh. Tiếp tục sang câu 10 thì nó cho em 3 thí nghiệm. Là thí nghiệm thứ nhất là đun nóng nhẹ dung dịch X. Thứ hai là cho vào dung dịch này một ít HCl. Thứ ba cho dịch này NaOH. Thì chúng ta thấy ngay, nếu mà em nhìn kỹ những cái hình này đều có cái lớp kết tủa ở dưới đáy, hay là gọi là hiện tượng đông tụ đấy. Vậy thì bây giờ là đây chính là hiện tượng đông tụ protein. Thì thầy phải nhắc lại với các em đó là protein nó có thể bị đông tụ dưới các tác nhân. Thứ nhất là nhiệt độ, được chưa? Thứ hai là axit. Thứ ba là bazơ, hoặc là muối, hoặc là những trường hợp như alcohol, hoặc là chúng ta có thể khuấy mạnh nó có thể đông tụ. Vậy thì bài này chúng ta sẽ thấy ngay đây chính là hiện tượng đông tụ protein. Thì chúng ta có thể chọn cho thầy đáp án D. Cả ba loại ABC đều ok. Được chưa? Câu 10 đáp án D. Nhìn qua thì các bạn đều trả lời đúng. Câu 11 có bao nhiêu carbohydrate đã cho thuộc loại polysaccharide. Thì chúng ta sẽ thấy ngay đó là trong đây polysaccharide của mình chỉ có tinh bột với cellulose. Được chưa? Còn anh glu với fructose thì nó là monosaccharide. Maltose với saccharose là disaccharide. Được chưa? Đấy thì chúng ta ghi lại thầy nhé. Tiếp tục là chúng ta sang thầy câu số 12. Câu 12 nó bảo là cho vài giọt chất lỏng X tinh khiết và ống nghiệm chứa 2ml nước, sau đó lắc một thời gian thấy nó phân lớp. Thì chứng tỏ cái chất này là không tan trong nước. Nhưng mà cho HCl và nó tan thì buộc phải là anilin, bởi vì chỉ có trong đây là anilin tan trong HCl. Em viết thầy phương trình đi. C6H5NH2 cộng HCl thì biến thành chất tan là C6H5NH3Cl. Đây là chất tan, được chưa? Sau đó là C6H5NH3Cl nó sẽ tác dụng tiếp với NaOH theo phương trình là muối cộng bazơ thành muối mới là NaCl, bazơ mới là anilin là chất lỏng ít tan, thì dung dịch của mình lại bị vẩn đục. Được chưa? Đấy, cái này em ghi thầy là vẩn đục. Và dĩ nhiên là một thời gian nó sẽ lắng xuống dưới đáy, bởi vì anilin là nặng hơn nước. Khối lượng riêng của anilin là 1,03 gam trên ml nhé. Thì các em ghi chép thầy câu này vào, thầy sẽ cho chúng ta 30 giây để chúng ta ghi chép thầy phương trình phản ứng vào. Nhớ ghi chép nhé. Rồi, tiếp tục chúng ta sang thầy câu tiếp theo. Câu số 13 nó hỏi em đó là số phát biểu đúng. Thứ nhất là glu và sắc đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. Câu này chắc chắn là câu đúng. Cái thứ hai nó bảo em là tinh bột và cellulose đều là polysaccharide, hiển nhiên. Câu C, trong dịch glu và sắc đều hòa tan tạo phức màu xanh lam, chính xác.
Câu D thì nó bảo em đó là khi thủy phân hoàn toàn nó gồm có tinh bột với saccharose trong môi trường axit, chỉ thu được một loại mono duy nhất là sa. Sáp thì thu được cả glucose và fructose. Đúng chưa? Còn tinh bột chỉ thu được glucose thôi. Vậy thì chúng ta thấy ngay câu D là câu sai. Câu E nó bảo em là khi đun nóng glu hoặc fructose với AgNO3 được Ag thì đây là phản ứng tráng bạc, câu E đúng. Câu G là glu và sac đều phản thúc thử to lần là sai. Saccharose nó không có OH ở vị trí hemiacetal nên không thể mở vòng thành anđehyde được nên không có phản ứng tráng bạc. Nên là bài số 13 á, là chúng ta chỉ có là 4 nhận định đúng. Bạn nào chọn C là thiên thần, được chưa? Và gần như tất cả chúng ta đều là thiên thần này. Có Minh Tuấn, Thanh Nhàn, Bùi Ánh Nguyệt, Ngọc Anh, Thảo Nguyên, Trần Như, Bắc Phạm, Bin Bin, Dũng Trương, Vũ Vanh, Trần Hạnh Nga, Ngọc Anh. Đấy, các bạn đều trả lời rất xuất sắc. Câu 14 thì đây là một cái dipeptide. Em nào comment hộ thầy phân tử khối chất này là bao nhiêu được không? Em bấm thầy Gly là 75, cộng lysine là 146. Và hai anh này có một liên kết peptide thì ta phải trừ đi một nước thì trừ đi 18. Bấm giúp thầy phân tử khối bao nhiêu nhé. Chúng ta có sơ đồ phản ứng là Gly này, lysine này. Hai anh này đầu tiên thủy phân trong môi trường axit ấy thì chúng ta phải đun với nước. Khi đun với nước thì nó sẽ phá hủy thành Gly với lysine riêng biệt. Sau đó nó phản ứng tiếp với HCl thì tạo thành sản phẩm là muối. Muối đây chính là chất rắn là 6,61 gram. Nhưng mà ở đây chúng ta phải cân bằng, được chưa? 203, ok, 203. Chúng ta phải cân bằng phản ứng. Thì chúng ta nhớ thầy là lysine, glycine thì có một nhóm amin, nhưng mà lysine thì có hai nhóm amin. Lysine có hai nhóm, anh này có một nhóm. Vậy thì tổng là chúng ta sẽ có ba nhóm thì phải cân bằng 3 và HCl nhé. Vậy thì ở đây tôi sẽ đặt anh này là xmol. Anh này là xmol, còn HCl là 3 xmol. Chúng ta nhớ thầy là chú ý thầy là lysine nhé. Là lysine ấy là có hai nhóm NH2 thì nó sẽ cộng với 2 HCl, được chưa? Chúng ta ghi thầy đi, lysine là có hai nhóm NH2 rồi. Thế bây giờ đến đây thì chúng ta chỉ cần bảo toàn khối lượng là chúng ta có phương trình là 203x. Ai cho thầy x biết x bao nhiêu nhỉ, cho nó nhanh nè. Đọc hộ thầy x bao nhiêu nhé. Cộng với 36,5 nhân với 3x thì bằng 6,61. Giải phương trình tìm x là xong. Được chưa? Đấy. Em sẽ chủ động em bấm máy tính, em giải phương trình được x nó sẽ bằng 0,02 à. Vậy thì khi tôi có x bằng 0,02 thì lúc này tôi sẽ bấm được ngay được m của Gly lysine thì em sẽ lấy 0,02 nhân 203 thì nó bằng 4,06 gram. Đáp án của mình là đáp án D. Rồi, cảm ơn Vũ Vanh, Duy Hoàng. Đấy, rất nhiều bạn đã trả lời chính xác. Câu số 14 đáp án của chúng ta là D. Được chưa? Ok các em, Tuyết Hoa làm rất tốt, rất nhiều bạn nữa, Hạnh Nga, Thảo Nguyên, vân vân. Đấy là câu 14, ai chưa làm thì ghi chép lại nhá. Chúng ta tiếp tục sang thầy câu số 15. Câu 15 thì nó cho em 1 tấn tinh bột ngô thì chúng ta biết thầy cái sơ đồ từ tinh bột là C6H10O5N lần. Khi mình tính toán thì mình bỏ qua chỉ số N nhé. Đầu tiên nó thủy phân thành glucose, sau đó nó lên men thành ethylalcohol, nhưng mà phải cân bằng 2 vào ethylalcohol. Được chưa? Đây là sơ đồ phản ứng. Thế bây giờ nó bảo là từ 1 tấn tinh bột ngô, để chưa, có thể thu được V lít xăng E5. Biết rằng trong tinh bột ngô có 75% tinh bột. Vậy thì 75% tinh bột thì có nghĩa là tinh bột của mình là 750 kg. Đúng chưa? Thế bây giờ em muốn làm bài này á thì em sẽ bấm thầy số mol anh này đi, 750 phần 162 thì đây là số mol anh này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tính ngay được cho thầy số mol của alcohol là 2 nhân với 750 phần 162. Nhưng mà hiệu suất của phản ứng của chúng ta đạt 70% thì chúng ta phải nhân với hiệu suất là 70%, thì chúng ta sẽ bấm thầy số mol của alcohol nó bằng bao nhiêu nhé. Ta bấm cho thầy đi là 2 nhân với 750 phần 162 nhân 2 nhân 0,7 thì nó sẽ là 6,481 đơn vị là kilomol. Từ đó chúng ta sẽ bấm cho thầy được M của C2H5OH nguyên chất. Thì chúng ta sẽ lấy số mol để nhân với 46 là phân tử khối của alcohol. Thì nó sẽ bằng là 298,15. 298,15 kg. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta có kg rồi thì chúng ta sẽ tính ra cho thầy là thể tích. Thì chúng ta biết là khối lượng thì bằng V nhân D. Từ đó chúng ta sẽ có V của C2H5OH nguyên chất. Thì ta sẽ lấy M chia cho D. Thì ta bấm cho thầy là lấy con số này tính chia cho khối lượng riêng là 0,8 D đang cho kìa. Thì thể tích nó là 372,6
68372,69 lít. Nhưng mà anh này là nguyên chất. Nguyên chất. Thì chúng ta lưu ý cho thầy đó là cái xăng E5 ấy, thì chỉ có 5% anh này về thể tích thôi. Đến đây chúng ta sẽ suy thầy V của xăng E5. Là chúng ta sẽ lấy V của alcohol nguyên chất chia cho 5%. Đúng không? Thì chúng ta bấm tiếp phép tính. Dĩ nhiên là cái này thầy đang chữa cho bạn nào còn học yếu thôi. Còn mấy bạn học giỏi thì bạn ấy làm quá nhiều lần rồi. 7453,7. 7453,7 lít. Đáp của mình là B. Thì đấy là câu số 15. Được chưa? Câu 15 thì các bạn đều làm rất xuất sắc. Đấy, đúng 100% này. Đấy, bạn Tiết, bạn Hạnh Nga, Vũ Vanh, Huy Thành, Thanh Nhàn, Minh Tuấn, Bắc Phạm, Bin Bin, Ngọc Anh, Thanh Đức, Phúc Việt. Đấy. Duy Hoàng, Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyễn Huy, Nghĩa Lê, Bùi Ánh Nguyệt. Đấy, rất nhiều bạn làm rất tốt. Đấy là câu 15. Thực tế những câu này thì chúng ta không thiếu cách để chúng ta làm. Một là em tính theo khối lượng được. Hai là em tính theo số mol, tùy em nhé. Thì đấy là câu số 15. Câu số 16 thì chimetinamin. Chimetinamin thì nó là CH3 3 lần N. Thì anh này khối lượng mol của nó là 59. Câu số 16 đáp C. Được chưa? Câu 17 là một câu về năng lượng. Thực tế là chương trình phổ thông mới thì thường nó có một câu về năng lượng. Câu này nó bảo là phản ứng tổng hợp glucose trong cây xanh cần được cung cấp 2813 kJ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là 1 mol glucose nhé. 1 mol glucose. Thì để có được 1 mol glucose phải có 2813 kJ thì mới tổng hợp được bằng được 1 mol glucose. Cái này em nhớ. Thế bây giờ tôi hỏi này là mỗi cm nhận được 2,09 J. Vậy thì 10 lá cây mà diện tích mỗi lá là 10 cm và chúng ta sẽ tính cho thầy được như sau. Đầu tiên là chúng ta có số mol của glucose là C6H12O6 này. Nó cho em 1,8 gram. 1,8 chia 180 thì nó bằng 0,01 mol. Từ đó chúng ta sẽ suy thầy là năng lượng cần. Thầy cứ gọi là Q nhé. Q là năng lượng cần đấy. Năng lượng cần ý, để có 1 mol glucose tôi cần 2813 kJ. Vậy thì tôi có 0,01, tôi lấy 0,01 nhân với 2813 thì nó bằng 28,13 kJ. 28,13 kJ được chưa? Đấy, năng lượng của tôi cần là 28,13 kJ. Thì chúng ta có thể bấm luôn cho thầy là bằng 28.130 J. Đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ tính cho thầy là năng lượng trong 1 phút là Q của 1 phút bằng. Chúng ta ghi là Q 1 phút nhé. Thì nó sẽ bằng. Năng lượng trong 1 phút chúng ta cùng tính này. Là tôi có 10 lá cây. Mỗi lá là 10 cm thì tổng diện tích của nó là 10 x 10 này. Đây là tổng diện tích của lá cây. Mỗi 1 cm nhận được 2,09 J. Nhưng mà chỉ có 10% là sử dụng để tổng hợp glucose thì tôi nhân với 10%. Thì nó sẽ bằng 10 x 10 100. 100 là 209 nhân với 10% là 20,9 J. 20,9 J. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ suy thầy ngay là số phút. Số phút thì nó sẽ bằng là 28.130 chia cho 20,9. Thì nó bằng bao nhiêu đây? Tôi sẽ lấy 28.130 chia cho 20,9. Thì số phút của tôi là 1.346. 1346 phút. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ làm gần nhất là 1340. Tại sao phải làm 1340? Bởi vì là do qua trong quá trình tính toán mình làm tròn thôi. Thì chúng ta hiểu cho thầy là con số gần nhất là được. 1346. Đấy là cái câu 17. Ok chưa? Đấy, chúng ta thực tế là thầy chữa chúng ta rất nhiều lần những cái đề như thế này rồi. Là chúng ta làm những câu này nó rất là đơn giản. Được chưa? Chúng ta cố gắng là chúng ta xem lại thầy bài tập tương tự. Vì số lượng bài tập tương tự thầy cho chúng ta quá nhiều. Nên các em chú ý cho thầy đó là chúng ta phải thấy mình sai ở đâu. Mình phải ôn lại ngay cái phần đấy nhé. Sai đâu phải ôn lại ngay cái phần đấy. Chứ đừng có mà để nó lâu rồi xong mình không động lại. Xong mình cứ cố tình mình cứ không động lại. Dần dần là mình sẽ nản, mình không dám học lại đâu. Cố gắng là phần nào đâu mình sai mình phải cày lại ngay. Rồi câu 17 là xong. Tiếp tục sang thầy câu 18. Câu 18 thì nếu mà em nào học hóa đủ lâu học thầy á, thì chúng ta thấy ngay nếu mà ester mà phân tử khối 100 người ta biết thừa nó là C5H8O2. Thầy đã bắt chúng ta nhớ rồi đúng không? Nhưng mà giả sử em không nhớ nhé. Em có công thức là CHIOZ. Đây là công thức này. Thì chúng ta có phương pháp X thì sẽ bằng phần trăm của carbon nhân với M lớn chia 12. Đấy. Học rồi đúng không? Tôi lấy 60% này. Nhân với M lớn là 100. Chia 12 thì X nó bằng 5.
Tương tự thế nhé, y nó sẽ bằng phần trăm hydrogen nhân với m lớn và chia cho 1. Em tự bấm thì y nó bằng 8. Và tương tự thế z là tự bấm, z nó bằng 2. Được chưa? Ở đây bạn nào không biết thì chúng ta tự hiểu là phần trăm của oxygen nó sẽ là 32%. Vậy thì công thức phân tử của mình là C5H8O2. Đây là bước 1. Bạn nào học thầy đủ lâu thì không cần phải làm bước 1, thuộc luôn C5H8O2 là 100. Mấy cái ester mà chúng ta cần nhớ này, C2H4O2 là 60 này, C3H6O2 là 74 này, C4H8O2 là 88. Được chưa? C3H4O2 không no này, cái này là 72 này, C4H6O2 là 86 này, và C5H8O2 là 100. Đấy thì em nào mà chưa nhớ mấy cái này thì ghi chép lại đi. Chúng ta cố gắng ta nhớ thầy mấy cái ester này. Được chưa? Phân tử khối của nó. Ba cái thằng này là không no, có một nối đôi. Ba thằng đằng sau là no, đơn chức mạch hở. Thì thầy sẽ để trên màn hình này cho thầy, cho các bạn trong khoảng 30 giây nữa. Ai không nhớ thì chép lại. Được chưa? Sau đó thầy sẽ xóa nhé. Bước 2. Thì nó bảo em là biết X được tạo bởi phản ứng ester hóa giữa alcohol mạch không nhánh và carboxylic acid mạch phân nhánh. Đấy. Thế bây giờ carboxylic acid mạch phân nhánh thì ít nhất nó phải có 4 cái tử carbon thì nó mới có thể là có mạch phân nhánh. 4 cái tử carbon mạch phân nhánh. Nhưng mà alcohol nhé, tổng anh này nó là C5. Nếu em tính độ bất bão hòa thì K nó sẽ bằng 2. Có nghĩa là nó sẽ có một nối đôi và một nhóm chức ester. Vậy thì nối đôi nằm ở đâu? Nhóm chức ester của mình lúc này buộc phải là COO đây rồi. Bởi vì ít nhất là cái này nó mới đủ là mạch phân nhánh. Được chưa? Còn alcohol lúc này nó bé nhất, nó sẽ là alcohol có một carbon. Nhưng vì nó có một nối đôi thì buộc phải để ở chỗ này thôi. Đúng chưa? Sau đó chúng ta điền hydrogen vào. Đây là CH2, CH3. Đây là CH3. Anh này nếu mà đun với NaOH ta sẽ thấy ngay này, tạo thành cái muối có mạch phân nhánh. Ứng với axit có mạch phân nhánh là axit metacrylic. Đúng không? Cộng với alcohol. Đúng chưa? Đấy, vậy thì từ đó chúng ta sẽ suy thành là axit tạo nên anh này chính là metacrylic axit. Axit này có khối lượng mol là 86. Nên là chúng ta sẽ chọn cho thầy bài này đáp số là 86. Nó hỏi alcohol nhé. K bằng 2 thì chúng ta hiểu cho thầy là nó có một nối đôi mà một nhóm ester. Đấy, còn nếu em thích phân tích thì thầy sẽ phân tích hộ các em thêm cái chỗ này này là carboxylic acid mạch phân nhánh, thì em sẽ suy thầy là ít nhất phải có 4 carbon. Được chưa? Đấy là câu 18, đáp án của các em là đáp án C. Đấy, 100% các bạn đều chọn C. Quá tuyệt vời. Được chưa? Ai mà chưa biết làm thì chúng ta ghi chép lại đi. Cho các bạn là mấy giây. Ok chưa? Các bạn ghi lại nhé. Đấy là lời giải của cái câu này. Tiếp tục chúng ta sang cho thầy câu số 19. À thầy xin lỗi, sang thầy phần đúng sai. Phần đúng sai thì nó bảo em đó là câu đầu tiên, glycine là một cái amino acid. Ta tự đọc thêm. Bây giờ nó bảo em là glycine là amino acid đơn giản nhất là đúng này. Cái thứ hai là glycine là chất gián điệp kiện thường là đúng này. Cái thứ ba, glycine tồn tại dạng ion lưỡng cực là đúng. Ion lưỡng cực của nó là H3 cộng CH2 và COO trừ. Được chưa? Glycine không phản ứng với axit mạnh là sai. Glycine lưỡng tính mà, vừa tác dụng axit vừa tác dụng bazơ. Câu 1 là đúng 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 và sai. Câu số 2 thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái M lớn bằng 88 này. M lớn bằng 88 thì chúng ta tận dụng bên trên nhé. Chúng ta sẽ tự làm thêm bước 1 thì công thức phân tử nó sẽ là C4H8O2. Cách làm ấy là chúng ta sẽ làm giống cho thầy câu số 18 và nhớ luôn cái phân tử khối ester vừa nãy thầy có ghi và sau đó thầy xóa đi đấy. Được chưa? C4H8O2 là 88. Thế bây giờ chúng ta sẽ thấy ngay là anh này á, nó bảo em là trên phổ khối lượng biết rằng cái giá trị 43 này là ứng với cái cụm liên kết là CH3C nối đôi O. Được chưa? Nó có cụm này. Vậy thì câu nào sau đây đúng? Câu thứ nhất nó bảo X có công thức này là đúng này. Câu thứ hai nó bảo em là đặc trưng cho liên kết trong nhóm chức X là ở vùng 3000 và vùng 1700 là sai.
Thì em chú ý cho thầy là ester. Nhóm chức ester COO thì nó sẽ có hai cái peak rất đặc thù là peak C nối đôi O ở đây và peak C nối đơn O ở khu vực này nhá. Đấy, đây là hai peak đặc trưng của nó. Vậy thì peak này là sai và phải peak 1300 tới 1000 cm trừ 1 là liên kết C nối đơn O, còn vùng 1700 là C nối đôi O. Được chưa? 1700 cm trừ 1 ấy là C nối đôi O, thì đấy là hai cái peak của nhóm ester. Câu B của mình là sai. Câu C, X có mùi thơm và dễ tan trong nước. Thì chúng ta biết ester là ít tan trong nước. Được chưa? Ester là ít tan trong nước. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy ngay đó, cái cấu tạo ester này là gì? Thì bây giờ chúng ta đã vẽ được đoạn này rồi. Thì từ đó chúng ta sẽ suy thấy công thức cấu tạo của ester. Nó sẽ là CH3C nối đôi O. Vậy thì phải gắn tiếp với O thôi. Sau là tôi lấy C4H8 tôi trừ đi thì alcohol là C2H5. Vậy thì khi anh này thủy phân trong môi trường kiềm thì alcohol của chúng ta nó sẽ là gì? Đây là etin acetat đúng không? Anh này cộng với NaOH nhiệt độ thì nó sẽ biến thành CH3CONa cộng với C2H5OH thì M lớn anh này nó bằng 46. Được chưa? Thu được chất hữu cơ ở thể lỏng. Chất hữu cơ thể lỏng là alcohol. Được chưa nhỉ? Câu này là đúng. Bài này ta chọn đúng sai sai đúng. Được chưa? Đúng sai sai đúng nhá. Các em ghi chép lại đi, đúng, sai, sai, đúng. Tiếp tục chúng ta sang cho thầy câu số 3. Nào, sang câu số 3. Các em ghi chép nhanh cho thầy câu 2 đi nhé. Sau đó ai làm câu 3 thì trả lời thầy nào, đúng, sai thế nào. Tiếp tục chúng ta sang cho thầy câu số 3. Thì chúng ta phải đọc kỹ cho thầy cái bảng này này. Nó bảo em là X gặp iốt thì nó có hiện tượng màu xanh tím. Thì X của mình chính là tinh bột. Y gặp CuOH này lần tạo ra dung dịch màu xanh lam. Thì Y có thể là cái gì cũng được. Nhưng mà cái mấu chốt của chúng ta đây là ta nhìn qua T với Z rồi ta loại trừ ra Y. T gặp nước brom mà có hiện tượng mất màu. Thì trong những chất còn lại chỉ có một mình glucose thì là mất màu nước brom thôi. Đúng chưa? Fructose không mất màu. Fructose có phản ứng tráng bạc, vậy thì Z của mình là fructose. Còn Y của chúng ta nó chính là saccharose. Đúng chưa? Đấy. Ở đây chúng ta phải loại trừ bằng cách là T trước. T là mất màu nước bromin thì T của mình phải là glucose. Thế bây giờ câu A nó bảo em đó là X là tinh bột và Z là fructose. Câu này là đúng. Câu thứ hai nó bảo em đó là X với T tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường acid hoặc enzyme, cái này sai. T không thủy phân. T là monosaccharide rồi, không thủy phân. Tiếp tục câu C, thủy phân Y trong môi trường acid được sản phẩm có Z với T. Chuẩn, đúng nhỉ? Bởi vì chúng ta biết saccharose là thủy phân thành cả glucose và fructose. Câu D cho 2,7 gam T tráng bạc thì Z của mình, thầy sẽ cho 2,7 gam Z là C6H12O6 này. Tôi biết là anh này tôi cho vào phản ứng thuốc thử to lần thì sẽ sinh ra được 2Ag. Vậy thì tôi có 2,7 tôi chia cho 180. Chia cho 180 là số mol của glucose là 0,015 mol. Thì anh này là 0,03 mol. Do đó chúng ta sẽ bấm thấy được MAg. Thì tôi lấy 0,03 nhân 108 thì nó bằng 3,24 gram. Được chưa? 3,24 gram. Còn bài này nó bảo 2,16 là sai rồi. Câu số 3 ta chọn đúng sai đúng sai. Được chưa? Ok các em, đấy, lát nữa thầy sẽ đọc lại xem chúng ta có ai đúng hết nhé. Câu số 4 thì cho các phát biểu về amin, peptide và enzyme. Tất cả amin đều là dẫn xuất của ammonia, đúng. Định nghĩa về amin là dẫn xuất của ammonia. Là khi tôi thay thế 1 hoặc 2 hoặc 3 nguyên tử hydrogen trong ammonia bằng các gốc hydrocarbon thì tôi được amin. Vậy thì amin nó chính là dẫn xuất của ammonia, câu này đúng. Phản ứng của amin với HCl tạo thành muối ammonium chloride. Câu B đúng. Câu C nó bảo peptide là chuỗi liên kết của nhiều amino acid thông qua liên kết peptide. Thì câu C này sẽ có một số bạn nghĩ là nó sai nhưng không phải. Khi người ta đã nói đến liên kết peptide ý, là phải từ alpha amino acid rồi. Để chưa? Em ghi thầy là nói đến liên kết peptide là phải từ amino acid rồi. Cái câu này thỉnh thoảng có bạn sẽ thắc mắc cái ý C. Bạn ý muốn là phải là alpha. Không cần em ạ. Bởi vì muốn có liên kết peptide thì tôi phải có amino acid. Nên
ở trong cái câu này người ta không cần nói alpha, câu này vẫn là đúng nhé. Thế nói lại này, sẽ có người thắc mắc là ý C là sai, bởi vì bạn ấy bảo là phải nói rõ là alpha thầy ạ, không cần phải nói alpha, bởi vì khi đã nói đến lipopeptide là amino acid tạo nên nó phải là alpha, được chưa? Nên là câu này của mình là đúng. Yeah. Câu D, tất cả enzyme đều là protein là sai, được chưa? Hầu hết thôi, hầu hết chứ không phải tất cả. Có bạn nào đúng cả 4 câu đúng sai không? Ai trọn vẹn 100% cả 4 câu này, có nghĩa là được 4 trên 4 điểm phần này, thì xin mời chúng ta chấm vào comment lên thầy. Chúng ta chấm comment thầy xem nào. Có ai đúng hết không? Vũ Vanh này, Thanh Nhàn này, Ngọc Anh này, quá xuất sắc. Ai nữa? Đức Trịnh này, quá tốt. Bin Bin, Bắc Phạm, Ngô Quang Vinh, Minh Tuấn, Nguyễn Minh Hiếu, Nghĩa Lê, Duy Hoàng, Nguyễn Minh Hiếu, ok. Đấy, nhiều bạn nữa chắc bạn không comment. Nguyễn Hà My, quá xuất sắc. Lê Huy, bản viết tay ở đâu vậy thầy? Viết tay nào? Đang viết tay đây, còn bản viết tay nào? Nhiều bạn, bạn ý hỏi câu hỏi rất là hay nhỉ? Thầy đang viết đây. Nên đang viết gửi luôn cho em. Nào, tiếp tục chúng ta sang thầy phần 3. Phần 3 là cái bài tập điều chế xà phòng à? Ôi, bài này dễ thế. Tôi có chất béo chứa 80% chi starin, thì có nghĩa là tạp chất là 20%. Thế bây giờ anh này có nghĩa là anh này là 80kg. Thì chúng ta có phương trình là C17H35, CO tất cả 3 lần C3H5. Thì khi thủy phân trong môi trường kiềm nhé, thì sản phẩm nó sẽ là 3 cái phân tử C17H35CONA. Anh này là 80 cân, thì là chúng ta có thể tính theo kiểu học sinh lớp 8 đi. Theo phương trình anh này là 890 này. Anh này tương ứng của nó sẽ là bao nhiêu nhé? C17H35 là 306 à? À, 306 nhân với 3 thì nó là 918. Đấy, theo phương trình là bằng này. Thế theo bài ra, bài ra anh này là 80, thì anh này của mình nó sẽ là 80 nhân 918 chia cho 890. Nhưng vì hiệu suất của phản ứng đạt 90%, thì chúng ta nhớ thầy là từ chất đầu mà tính là sản phẩm ấy, thì ta nhân với hiệu suất. Hoặc em nhớ câu cho thầy là phải nhân. Phải là có nghĩa tính chất bên tay phải ta nhân với hiệu suất. Trái chia, nếu mà tính chất bên tay trái ta chia hiệu suất. Vậy thì khi tôi đang cần tính chất bên tay phải tôi phải nhân với hiệu suất. Tôi sẽ bấm máy tính là cái này nhân với 80 chia 890 và tôi nhân với hiệu suất là 90%, thì kết quả của tôi là 74,265 kg. Và chúng ta sẽ tính xấp xỉ làm tròn đến phần 10 này. Làm tròn đến phần 10 nhé, thì ta sẽ phải làm tròn là 74,3 kg. Nếu mà tô vào bài thi ta phải tô số 74,3 cơ. Làm tròn đến phần 10 em ạ. Đấy là sau dấu phẩy một chữ số. Được chưa? Câu số 2 nó bảo em đó là một trong những cách làm mới lại các bề mặt dụng cụ bằng đá, đó là dùng sáp ong. Thầy nói luôn các bạn, sáp ong nó vẫn là ester, nhưng mà công thức của nó cồng kềnh thôi. Được chưa? Vậy thì bây giờ nó bảo là đây là một ester mạch không phân nhánh. Đấy, tạo bởi gì đây? Myrisin có thể em không biết nó là gì, nhưng mà palmitat em biết rồi. Palmitat là CH3CH2 14 lần CO. Đây chính là palmitat. Chúng ta có thể ghi thầy là palmitic acid thì nó sẽ là CH3CH2 14 lần COH. Hay là chúng ta hay viết là C15H31 COH đấy. Vậy thì anh này của chúng ta nó sẽ nối vào đây. Tổng nó là C46H92. Thì nếu em bấm K của nó ấy, thì bằng 2 x 46 trừ 92 cộng 2 chia cho 2, K bằng 1. Thì anh này là ester no, có nghĩa là chỉ có liên kết đơn thôi. Được chưa? Và một nhóm CO thôi. Có nghĩa là K bằng 1 là có một nhóm CO rồi. Thì cái gốc của nó toàn là liên kết đơn. Thế bây giờ nó bảo là mạch không phân nhánh ấy. Đọc kỹ thì cái chữ không phân nhánh này thì nó là CH2 bao nhiêu lần đó, do là CH3. Thế giờ để biết bao nhiêu lần thì tôi lấy tổng là C46. Tôi phải trừ đi. Trừ đi chỗ này là cái này 14 nhé. Thầy viết 14 đấy. Thì chúng tôi sẽ bấm là 46 này. Trừ đi 1 C ở giữa này. Trừ đi 2 cái nhóm CH3 hai bên. Đấy. Xong rồi trừ đi 14 bên này nữa. Thì nó còn 29. Vậy thì anh hỏi chấm này chính là HZ2 29 lần. Đúng chưa? Nên là tổng số nhóm CH2. Em suy thầy lên. Tổng số nhóm CH2. Nó sẽ là 14 cộng 29 thì là 43.
em có thể ghi rõ thầy là 14 cộng 29 và bằng 43. Ok chưa? Đấy là lời giải của bài này. Chúng ta sẽ ghi đáp số là 43. Đấy là câu 2. Câu rất hay. Em có thể làm cái bài này bằng cách em vẽ công thức khung nó ra. Được chưa? Cứ vẽ dần như thế. Đấy, COO này, xong cứ vẽ như thế. Tự vẽ nhá. Nhưng mà vẽ này mất thời gian. Nhập mồm nhanh. Câu số 2, đáp số là 43. Đọc kỹ thầy cái cụm này này. Không phân nhánh là cái cụm quan trọng nhất. Rồi, thì tất cả những cái anh bên trong đều là CS2. Câu số 3 thì là một câu nâng cao. Đề này của thầy là hơi bị hay đấy. Câu số 3 thì bây giờ nó cho em là pentin alcohol. Pentin alcohol là C5H11OH. Đúng chưa? Thì số mol của ta sẽ bấm nhé. Ta sẽ lấy 22 này nhân với 0,81 và chia cho phân tử khối anh đấy là 88. Thì số mol anh này là 0,2025 mol. 0,2025 mol. Đấy là cái bước đầu tiên. Được chưa? Tiếp tục acetic acid. Đấy thì mình sẽ tính sau. Bây giờ nó bảo này, sau một thời gian nhóm học sinh tiến hành cân khối lượng ester thì cân hiển thị 17 gram thì nó là CH3COC5H11. CH3COC5H11. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta bấm phân tử khối chất này nhé. 5 x 12 cộng 11 71 này cộng với 59 thì nó là 130, 17 chia cho 130 thì số mol của nó bằng 0,13077. 0,13077 mol. Cái này thầy cho luôn m lớn bằng 88 này, em có thể kiểm tra lại con số cái này m lớn bằng 130. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ nó bảo là để tỷ lệ mol giữa pentin alcohol và acetic acid là 1 chia 1 thì V bằng 11,57. Thế bây giờ tôi thử xét là V bằng 11,57 nhé. V bằng 11,57. Thì chúng ta sẽ suy thầy là M của dung dịch thì nó sẽ bằng V nhân D. Thì tôi lấy 11,57 nhân với 1,05 thì nó bằng bao nhiêu gam. Tôi bấm là 11,57 nhân 1,05 bằng là 12, bằng đấy gam. Thì tôi lấy luôn số mol nhé. Từ đó em sẽ suy cho thầy là số mol acetic acid thì sẽ bằng M dung dịch này nhân với C phần trăm. Bài này nó bảo em là bao nhiêu đây? V milit dung dịch. À, milit là nguyên chất à? Chúng ta sẽ lấy M nguyên chất luôn nhé. M của axit. V nhân D thì tôi lấy M của axit. Tôi chia cho phân tử khối nó là 60. Được chưa? Cái này thì mình bấm tắt thôi. Em nào mà muốn làm nhanh thì chúng ta bấm thật nhanh này, chứ không phải viết như thầy đâu. Ta sẽ chia cho 60. Thì số mol của nó sẽ là 0,2025. Vẫn đúng. 0,2025. Mình làm tròn nhé. Bởi vì cái bài này là được làm tròn. Câu 1 của mình là đúng. Câu 1 đúng. Được chưa? Những cái này là mình phải hiểu là mình đang tính xấp xỉ. Rồi. Câu 1 là đúng. Câu số 2. Nó bảo em là đá bọt là loại đá được hình thành bởi dung nham núi lửa. Có độ xốp cao và nhẹ. Vai trò đá bọt là giúp hỗn hợp sôi đều không bị trào ra là đúng. Rất nhiều người bị nhầm nhé. Đá bọt nó không phải là đá vôi đâu. Đá bọt nó chính là dung nham núi lửa để nguội. Vì nó có độ xốp, có nhiều lỗ rỗng. Nên là khi nó cho vào cái quá trình đun nóng á, thì nó điều hòa quá trình sôi. Đấy. Chứ nó không gây ra hiện tượng quá sôi. Có nghĩa là cái chất lỏng nó bị trào lên như kiểu mình nấu canh hoặc mình nấu cháo á. Được chưa? Câu 3, phản ứng thí nghiệm này là phản ứng thuận nghịch. Nó bảo nhưng mà nó đây là xà phòng hóa là sai. Đây là phản ứng ester hóa. Lừa đúng một từ thôi. Câu 3 là sai. Câu 3 là sai. Câu 4, hiệu suất phản ứng trên là 64,58%. Thì hiệu suất phản ứng thì bằng lượng thực tế tạo thành là 0,13077 chia cho lượng ban đầu là 0,2025 nhân 100% thì hiệu suất phản ứng bao nhiêu phần trăm? Thì chúng ta sẽ lấy thầy là 0,13077. Câu này là câu siêu dài nhé. Thì hiệu suất của chúng ta là 64,57%, là làm tròn luôn, 577 là 58, 64,58%. Câu này của chúng ta là đúng, bài này quá hay, đúng không? Câu 5, hạt silica gel. Silica gel chính là cái hạt hút ẩm. Được chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay vì nó hút ẩm nên nó làm giảm được nước ở sản phẩm đi. Thì giống như cái bài trắc nghiệm bên trên ấy, khi giảm nước đi thì cân bằng theo chiều thuận thì hiệu suất phản ứng ester hóa tăng. Câu 5 đúng. Câu số 6 là sulfuric acid đặc có vai trò phá vỡ liên kết trong acid thì lúc này nó oxy hóa hết rồi. Acid đặc nó chỉ có hai vai trò là gì?
xúc tác. Vai trò thứ nhất là vai trò xúc tác. Vai trò thứ hai là vai trò hút nước. Chứ nó sẽ không có vai trò kia. Được chưa? Nên bài này chốt lại là chúng ta có 4 nhận định đúng. Câu số 3 ao trình rồi. Câu số 3 bạn nào làm 4 phát biểu đúng, bạn thì ao trình luôn. Đấy, rất nhiều bạn làm 4 phát biểu đúng. Như bạn Thanh Nhàn, Minh Tuấn, Hạnh Nga, Nguyễn Huy, Bin Bin, Quốc Việt, Huy Thành, Bắc Phạm, Đức Trịnh, Vũ Vanh, Nguyễn Nguyên Vũ. Đấy, các bạn xuất sắc quá luôn ấy. Giỏi. Tiếp tục sang câu 4. Số tính chất đúng với saccharose. Thì saccharose là có vị ngọt này, dễ tan trong nước này, thủy phân trong môi trường axit này, hòa tan cua nên là tạo ra phức màu xanh lam, còn nó không có phản ứng tráng bạc, đúng nhỉ? Vậy thì câu này chúng ta chọn thầy là 4 phát biểu đúng. Câu 4 đáp án là 4 phát biểu đúng. Sang câu số 5 thì nó cho em cái phản ứng đốt cháy chi stearin và nó cho em nhiệt tạo thành chuẩn các chất. Thế bây giờ tôi có bước 1 để tôi tính delta RH0298 thì nó sẽ bằng tổng delta F H0298 của sản phẩm trừ tổng delta F H0298 của chất đầu. Có bạn nào nhớ con số không? Em thử giúp thầy comment hộ thầy con số này để đỡ mất công thầy bấm nhé. Thầy thay số hộ các bạn này. Thì sản phẩm có 57 CO2, ta sẽ lấy 57 nhân nhiệt tạo thành chuẩn của CO2 là âm 393,5. Cộng với có 55 nước này. 55 nhân với nhiệt tạo thành chuẩn của nước là âm 285,8. Được chưa? Và trừ đi nhiệt tạo thành chuẩn của anh chi stearin là âm 2344 và cộng với, đúng không? Cộng với của oxygen là, đơn chất nó là 0 rồi. Đấy, 0. Cộng với 0, tóm lại là không cần cộng với 0. Chúng ta hiểu là oxygen nó là bằng 0 thì không hề liên quan nữa. Thế bây giờ con số này rất nhiều bạn đã giúp thầy đó là âm 35.804,5. Thầy cảm ơn các bạn nhé. Âm 35.804,5 kilojoule. Đấy. Thì các bạn xem là con số đúng chưa? Âm 35.804,5. Kiểm tra lại cho thầy con số thầy viết đã chuẩn rồi nhé. Ok chưa? Đấy là với một mol đấy. Cái này em hiểu thầy là với một mol anh này này thì nhiệt của mình tỏa ra vừa bấm nó sẽ là âm 35.804,5 kilojoule. Một mol tỏa ra bằng nhiệt. Được chưa? Thế bây giờ tôi có 1 gram chi stearin. Vậy thì chúng ta sẽ suy thầy là năng lượng của 1 gram chi stearin. Thì ta biết chi stearin thì phân tử khối là 890 thì nó sẽ bằng 1/890 mol này và tôi nhân với 35804,5. Được chưa? Đấy. Nó bảo năng lượng được cung cấp thì chúng ta lúc này là chúng ta không nhân với dấu âm nữa. Chúng ta hiểu là nó giải phóng bằng đó. Thì chúng ta sẽ lấy con số là 1 chia cho 890 và ta nhân với 35804,5 thì nó sẽ bằng 40,229 kilojoule và xấp xỉ 40 kilojoule. Tại vì nó bảo làm tròn đến giá trị nguyên thì ta ghi đáp số cho thầy bài này là 40. Được chưa? 40 kilojoule. Ở đây thầy nhắc các bạn là không phải ghi dấu âm 40 đâu, bởi vì nó đã dùng cái từ được cung cấp bởi. Được chưa? Và thực tế sau này những cái bài này nó hỏi là giải phóng bao nhiêu thì không có chuyện là giải phóng âm bao nhiêu đâu, mà chúng ta chỉ hiểu là giải phóng là 40 thôi, chứ không có chuyện là âm 40 nhá. Rồi, đấy là câu số 5, các bạn quá xuất sắc. Câu số 6 thì câu này làm rồi. Ở đây thì thầy nói các bạn là cái peptide ở đây là tất cả đều là amino acid, đều là alpha hết. Thì trong đây có cái trường hợp đặc biệt là cái amino acid này này, nó có mạch vòng thì em có thể tra lại cho thầy nhé. Thì cái bradykinin này thì trong đó có một cái amino acid đặc biệt thôi. Còn nói chung là nó vẫn là alpha amino acid. Đấy, nó vẫn là alpha amino acid. Thì đây chính là C này. Được chưa? Thế bây giờ nó hỏi em là số liên kết peptide thì thực tế nó rất là dễ. Chúng ta chỉ cần đếm thầy số liên kết CONH này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. 8 liên kết. Đúng chưa? 8 nhé. Đấy. 8 liên kết peptide. Đấy là toàn bộ lời giải cho cái đề này.